Hôm nay mình sẽ học về V-Ray nhé. Thì trong cái phần V-Ray này á, em sẽ dạy nó chậm thôi và để cho anh các anh dễ theo dõi. Tại vì đặc thù các anh về cơ bản thì đều chưa biết dùng V-Ray. Và cái nữa là các anh cũng hơi lớn tuổi rồi nên là cái phần tiếp thu nó có thể nó sẽ hơi chậm hơn so với các bạn trẻ khác. Thế nên là cái phần V-Ray đây em sẽ giảng nó tương đối là chậm và tập trung vào những cái phần cơ bản nhất để các anh có thể nắm được. Thực ra thì em có một cái giáo trình V-Ray này, này thì những cái cơ bản thì trong giáo trình này nói cũng rất là rõ rồi, nhưng mà có lẽ là nhiều chữ quá nên là mọi người đọc hơi ngại đọc. Đấy, thế là phần này em sẽ nói nó chi tiết hơn chút, nhưng mà mọi người rảnh thì vẫn nên download giáo trình này về xem, bởi vì giáo trình này nó viết khá là tóm tắt những vấn đề quan trọng. Những cái nào mà không tóm tắt nổi mà nó dài quá thì em cũng làm thành một cái video. Thì mọi người có thể quét cái barcode này. Đấy, ví dụ mọi người dùng điện thoại thì quét cái mã QR code này này, hoặc là nếu mà không dùng trên máy tính ấy, thì mọi người có thể kích vào đây, kích vào đường link này. Đấy, thì là nó sẽ mở ra cái link của website. Đấy, thì cái phần link của website thì nó sẽ có cái phần nội dung tương ứng với cả cái QR code này. Đấy, đây là em hướng dẫn qua cách mà dùng cái giáo trình này. Thì về cơ bản thì giáo trình này nó em có chia theo một số chương cũng tương đối là bài bản, và các cái vấn đề trong cái giáo trình này thì nó cũng rất là cơ bản để mọi người có thể tra cứu. Nói chung là một cái tài liệu rút gọn để chúng ta tra cứu, nhưng mà chắc là mọi người cũng không xem đâu, thế nên là sẽ phải nói phần này cho nó kỹ. Rồi thì về cơ bản khi mà chúng ta cài V-Ray xong á thì nó sẽ có một số cái thanh công cụ có chữ V-Ray ở trong này này. Đấy, mọi người có thể gọi thanh công cụ ra bằng cách là kích chuột phải vào bất kỳ cái chỗ nào trên thanh công cụ này, kích cái động cũng được hết, không vấn đề gì cả. Thì sau khi mà chúng ta gọi thanh công cụ ra thì trong V-Ray nó sẽ có những cái thanh công cụ nào mà chúng ta cần biết. Em nói giới thiệu sơ qua một số thằng nhé. Đầu tiên là cái thanh công cụ đây, một bốn thanh công cụ này. Cái này trong giáo trình nó cũng có nói đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái thanh công cụ là V-Ray for SketchUp. Thì cái thanh công cụ này nó sẽ chứa những cái thành phần mà chúng ta sẽ dùng để làm việc chính với cả V-Ray. Thì trong thanh công cụ này, nói về thanh công cụ này trước nhá. Thì trong cái thanh công cụ V-Ray for SketchUp này này, thì cái nút đầu tiên của nó ấy, có biểu tượng của V-Ray luôn. Thì cái nút này nó sẽ giúp chúng ta mở một cái bảng, nó gọi là bảng V-Ray Asset Editor. Đây nó là cái bảng làm việc chính của V-Ray. Về sau tất cả mọi thao tác, hầu như là 80% thời gian chúng ta sẽ sử dụng vào cái bảng này. Trong cái bảng này thì cái bố cục của nó lại chia ra làm nhiều cái công cụ nhỏ ở bên dưới này. Với những công cụ này thì nó lại có những cái tính năng khác nhau. Thì ở đây nói sơ qua cái thằng đầu tiên, nó chính là cái công cụ về bảng vật liệu của V-Ray. Vì sau chúng ta muốn hiệu chỉnh vật liệu thì chúng ta sẽ trong cái bảng V-Ray Asset Editor này, chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng này. Mọi người thấy nó màu xanh lên như này. Trong cái bảng vật liệu này thì đến phần vật liệu em sẽ nói kỹ hơn nhé, ở đây là giới thiệu qua thôi. Thêm phần cái đèn thì đây là cái bảng nó giúp chúng ta quản lý và hiệu chỉnh tất cả các cái nguồn sáng trong V-Ray, như là mặt trời cũng như là các cái loại đèn của V-Ray. Và hai cái tiếp theo thì mọi người không cần quan tâm lắm, có một cái là cái geometry, cái này thì nó sẽ quản lý các cái đối tượng hình học của V-Ray. Có một cái nữa là một cái phần một cái bảng layer này thì nó sẽ giúp chúng ta tạo ra các cái render element. Cái này giúp chủ yếu là chúng ta làm hậu kỳ và sau khi chúng ta render xong thì chúng ta chỉnh. Cái này thì chúng ta cũng chưa cần biết bây giờ. Có một cái phần nữa là phần texture, nó sẽ lưu trữ các cái texture. Cái này thì chúng ta không cần quan tâm nhiều lắm. Nói chung là ba cái ở giữa này thì mình ít khi dùng, hầu như là đến mức độ nâng cao chúng ta mới dùng thôi, còn cơ bản chúng ta không dùng nhiều. Thế nên là cơ bản thì mọi người chỉ cần nắm được hai cái này, một cái là vật liệu, một cái là đèn. Cái tiếp theo mà chúng ta cần nắm được trong cái bảng V-Ray Asset Editor này, nó chính là cái phần hình bánh răng này. Thì đây nó chính là cái bảng tùy chỉnh về setting của V-Ray. Thì trong cái bảng setting này, ý nghĩa của nó là gì? Có một cái mà mọi người hay bị hiểu nhầm khi dùng V-Ray ấy, là mọi người hay đi xin setting và mọi người hay nghĩ rằng là setting thế nào cho nó đẹp, nhưng mà thực ra cái đấy nó không phải. Cái phần setting này của V-Ray thực ra thì nó không quá quan trọng, nó chỉ quan trọng trong các phiên bản V-Ray cũ từ ngày xưa, ví dụ phiên bản V-Ray 2 hay là V-Ray 1 chẳng hạn, thì nó rất quan trọng hay phải chỉnh nhiều. Còn từ phiên bản càng về sau nhé, càng về sau cho đến hiện tại, thời điểm hiện tại là V-Ray 5, sắp tới là V-Ray 6 rồi, thì cái bảng setting này nó để vào thì nó vẫn cho chúng ta chỉnh thôi. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta gần như là không cần quan tâm đến nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái setting mặc định nó chỉnh là nó đã đẹp lắm rồi, là chúng ta cũng không cần phải chỉnh.
Đấy, trong này thì đương nhiên cũng sẽ có một số cái chúng ta cần điều chỉnh, nhưng mà cái này đến phần đấy em sẽ nói sau nhá. Tiếp theo ở đây nó sẽ có hai cái nút này. Thì cái nút hình ấm trà bao giờ nó cũng là cái nút render. Ví dụ khi chúng ta có một cái hình nha, chúng ta ấn hình ấm trà cái là nó sẽ render ngay, nó hiển thị cái kết quả render của chúng ta. Thì cái kết quả render của chúng ta ấy, nó sẽ được hiển thị ở trong một cái bảng, nó gọi là bảng Vray Frame Buffer. Bảng này viết tắt, chúng ta hay viết là VFB. Nên là mỗi lần gọi là bảng VFB thì chúng ta phải hiểu nó là bảng này. Thì nó chỉ đơn giản là bảng kết quả, hiển thị cái kết quả chúng ta render thôi. Đây cũng là một cái bảng rất quan trọng, tí nữa chúng ta sẽ nói sau. Thì bên cạnh cái nút render ấy, thì nó là cái nút để mở cái bảng Vray Frame Buffer. Nên là trong khi mà chúng ta render xong, vì lý do nào đấy nó bị nó to quá, cái hình này nó to quá chẳng hạn, chúng ta muốn nhìn mô hình su, chúng ta tắt cái bảng này đi. Thì về sau nếu mà mình muốn mở lại cái bảng đấy ấy, thì mình chỉ việc vào Vray Asset Editor và ấn vào cái nút này để gọi lại cái bảng ấy lên. Tại vì cái bảng này cũng là một trong những bảng mà chúng ta sẽ làm việc khá nhiều trong này. Đấy là em vừa giới thiệu qua về cái công cụ đầu tiên của công cụ Vray for SketchUp. Đấy chính là cái thằng này. Đấy. Thằng này là cái thằng quan trọng nhất, nhưng cái sau thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy thì sơ qua nó là như thế. Đến cái thằng tiếp theo. Cái thằng tiếp theo là cái Chaos Cosmos. Chúng ta đọc là Chaos Cosmos, nhưng mà thôi mọi người cứ đọc là Chaos cũng được. Thì cái Cosmos này nó là cái gì? Cái Cosmos này ấy, nó là một cái mới mà chỉ có trên phiên bản Vray 5 trở lên. Các phiên bản cũ thì nó không có. Ví dụ Vray 3, Vray 4, 1, 2, 3, 4 thì nó không có. Thì cái Chaos Cosmos này này, nó là một cái hệ thư viện online có sẵn của Vray. Thì đây là một cái bước cải tiến của Vray để nó theo kịp các cái phần mềm khác như là Lumion hay là Enscape. Và bởi vì là hiện tại thì các cái phần mềm như Lumion hay Enscape thì nó đều có cái hệ thư viện có sẵn tích hợp cho phần mềm, nó rất là mạnh. Còn Vray thì từ xưa giờ nó không có, nên là mấy thằng kia nó ra đời nó đe dọa quá, thế là thằng Vray bây giờ nó phải phát triển cái này. Tuy nhiên là khi mà Vray nó phát triển cái này thì nó lại vượt xa hết tất cả so với cả Lumion và Enscape, bởi vì đơn giản, một lý do đơn giản ấy, là cái hệ thư viện này này của Vray ấy, nó rất là phong phú và nó rất là đẹp. Đấy, nó có hai ưu điểm, một là nó cực kỳ phong phú, hai là nó cực kỳ đẹp. Về độ phong phú thì cái Vray nó có một điểm rất mạnh ấy. Ví dụ như là Lumion thì cái thư viện của nó là hầu như là nó cố định. Ví dụ bản Lumion 11 là thư viện nó chỉ có ví dụ khoảng 1.000 cái, 2.000 cái thì cứ thế thôi. Còn nếu mà mình muốn dùng thêm ấy, thì mình lại phải đợi các cái phiên bản sau nó cập nhật. Enscape thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà như V-Ray thì nó có một cái là với cái Cosmos này là nó sẽ cập nhật gần như là rất thường xuyên, ví dụ cập nhật hàng tuần, cập nhật hàng tháng. Thế nên là cứ khoảng 1-2 tuần chúng ta vào đây thi thoảng chúng ta lại thấy một số cái thư viện mới. Đấy, ví dụ mấy cái này là mấy cái mới này. À, nó cập nhật rất rất thường xuyên luôn. Thành ra là đây là một cái ưu điểm cực kỳ mạnh của Cosmos so với những cái khác, bởi vì nó có tính năng update. Ví dụ ban đầu lúc mà nó mới tạo ra cái này, nó có thể nó chỉ có khoảng tầm 1-2 nghìn thư model thôi. Nhưng mà đến hiện tại thì model của nó đã rất nhiều, lên đến 4-5 nghìn. Tức là chúng ta dùng càng lâu, càng theo thời gian, càng càng ngày càng lâu ấy, thì cái thư viện, cái hệ thư viện của nó càng phong phú, càng đầy đủ. Và nếu mà nói về cái sự phong phú của thư viện thì không phần mềm nào vượt qua nổi V-Ray. Tại vì là trên thế giới bây giờ tất cả những cái thư viện này này là từ đâu mà có, là do có những hãng hoặc là những cá nhân, những đơn vị người ta chuyên bán vẽ thư viện ra để người ta bán. Thì những cái hãng đấy người ta sẽ kết hợp với cả Vray. Mọi người trong cái bảng này có thể vào cái mục là creator này, xem là có những cái nhà cung cấp, thì nó có nhà cung cấp theo hãng đấy, hoặc là cung cấp theo nhà cung cấp. Thì những cái bên này khi mà người ta kết hợp với Vray ấy, là người ta sản xuất ra thư viện là bao giờ người ta cũng sẽ ưu tiên cho Vray. Thế nên là có thể nói là bây giờ trên thế giới thì cái thư viện của Vray là nhiều nhất. Còn những cái phần mềm khác như là Lumion hay Enscape thì hầu như là nó cũng có vẽ nhưng nó ít lắm. Tại vì vẽ cái đấy nó không ra tiền. Nên là thường là nó sẽ convert từ mô định thư viện từ bên Vray sang. Tại vì khi mà chúng ta vẽ ra một cái gì đấy thì mục đích của chúng ta bao giờ quan trọng nhất cũng là để mình kiếm tiền. Thế nên là ví dụ một cái người mà người ta mất bao năm ăn học để người ta vẽ ra model này thì không phải người ta vẽ chơi, tại vì vẽ chơi thì chất lượng model nó tệ lắm. Nên là ra một cái model đẹp như này thì bao giờ người ta cũng bán. Thì thực ra những cái model mà trong Cosmos này thì nó đều miễn phí, tại vì là những cái nhà cung cấp, những cái nhà sản xuất model này khi mà người ta kết hợp với cả bên hãng Vray ấy, thì người ta đều được trả cho một cái số tiền bản quyền nhất định, giúp cho phép người ta có thể gọi là chấp nhận cái việc là được bị dùng free cái này trong Cosmos.
Đấy, thì thằng Cosmos nó lại thu tiền từ cái việc khác, nó lại thu việc tiền từ việc bản quyền. Đấy, nên là cái Cosmos này thì về cơ bản là chúng ta không cần phải mua, nó cũng không bán. Nhưng mà khi mà chúng ta có bản quyền, đúng rồi, chúng ta cứ có giấy phép có bản quyền V-Ray ấy là mình được dùng free cái này. Thì trong cái bộ cài V-Ray mọi người cài xong là nó đã có Cosmos rồi. Đây, trong thanh công cụ ấy, đã có rồi. Đấy, nên là khi mình cài V-Ray nó đã cài luôn đây rồi, mình chỉ phải mở lên, ấn vào đây để mở lên. Thì trong này nó sẽ có nhiều dạng thư viện lắm, mọi người có thể xem ở trong này nhá. Nó gồm có là thư viện là model 3D, rồi là thư viện vật liệu, rồi là thư viện về HDRI. À, mấy cái này toàn mấy cái đẹp hết. Thì mọi người mấy cái này thì dùng nó dễ nên em chỉ nói qua thôi, cũng không đi sâu vào phần này làm gì. Thì trong model 3D nó chia ra nhiều thư mục này. Đấy, rồi vật liệu này, vật liệu có rất nhiều loại vật liệu, vải, vóc các thứ, mọi người xem trong này là nó có hết. Đấy, chúng ta chỉ việc ấn nút download này, có nút download này, ấn về xong cho vào bài dùng thôi. Còn dùng cái này như nào thì em sẽ nói sau nhé. Đây là giới thiệu qua. Thì về cơ bản bây hiện tại thời điểm hiện tại chúng ta dùng V-Ray thì chúng ta không dùng cái Cosmos này này, thì nó là một cái sự lãng phí. Tại vì cái thư viện Cosmos này nó dùng nó hay lắm. Như là Lumion hay Enscape mà thư viện của nó cũng phong phú cũng nhiều, nhưng mà một là nó không bằng V-Ray được, hai nữa là nó không đẹp bằng V-Ray. Thư viện nó vẫn chất lượng đẹp hơn rất nhiều, vì cái đấy nó liên quan đến cái bản chất của phần mềm. Rồi trong này thêm một cái nữa, chỗ này mọi người sẽ thấy một cái nhóm này. Thì cái nhóm này nó là các cái tính năng render, các cái tính năng render của V-Ray. Đầu tiên là có cái thằng này, nó là gen hình ấm trà thì nó giống hết thằng này. Cái thứ hai, cái hình ấm trà cái hình bàn tay thì cái này nó gọi là render interactive, viết như này này, viết là interactive này. Đấy. Cái interactive này nó là chúng ta hiểu nó là gen tương tác. Gen tương tác là như nào? Ví dụ ở đây khi mà mình bật cái chế độ render interactive nhá, thì chúng ta vừa có thể xoay hình, vừa có thể dựng hình, vừa có thể render. Dụ như này, vẽ hình khối hộp này, mọi người thể thấy là tất cả các cái thao tác dựng hình của chúng ta nó sẽ được cập nhật luôn trong phần render. Tuy nhiên thì cái này mọi người không nên dùng, bởi vì là cái này dùng thì nó hơi nặng máy, máy khỏe chúng ta mới dùng, chứ còn bình thường thì chả dùng làm gì cả. Đây giải thích qua thế nào là interactive thôi. Cái tiếp theo nữa là nó có một cái gọi là render with child cloud. Thì với render với cả chaos cloud á, thôi cứ gọi là child chứ, gọi chaos nghe nó hơi mỏi mồm. Thì cái render với cả cái chaos cloud này, nó là một cái mà nó hiểu nôm na là nó gen bằng cái đám mây, cái dịch vụ đám mây của V-Ray. Nhưng mà cái render bằng cái đám mây này thì nó sẽ bị tốn phí, thế nên là cái này chúng ta cũng không cần quan tâm. Về cơ bản thì nó gen nó rất là nhanh, nó nhanh lắm, tại vì nó gen bằng hệ thống máy chủ đám mây của V-Ray mà, nên nó nhanh và máy chúng ta không cần làm việc. Thì nếu mà với những đơn vị mà người ta thực sự là người ta chuyên nghiệp và người ta cần sức mạnh máy tính tính toán lớn thì người ta mới dùng cái này, còn bình thường chúng ta không cần dùng. Tiếp theo có một cái nữa, đấy là cái V-Ray Vision. Cái này thì tùy phiên bản mà cái biểu tượng của nó sẽ hơi khác một tí nhé. Như trong cái giáo trình của em thì cái ngày xưa cái biểu tượng của nó sẽ khác một tí. Đâu nhỉ? Đây. Như ngày xưa thì cái biểu tượng của nó là cái này, V-Ray Vision như này. Nhưng mà hiện tại thì nó lại đổi sang thành cái hình này. Thì cái V-Ray Vision này thì nó lại dùng lại hay hơn cái Interactive này rất nhiều, bởi vì cái V-Ray Vision này nó là render thời gian thực. Cái này thì nó lại đòi hỏi là chúng ta phải dùng card GPU. Còn cái Interactive này thì chúng ta xem bằng card hay bằng chip thì đều được, không vấn đề gì hết. Đấy, thì với cái render, cái V-Ray Vision mọi người sẽ thấy là nó sẽ mở hẳn một cái cửa sổ lên như này, và chúng ta xoay hình rồi chúng ta dựng hình các thứ trong này, nó sẽ không có độ trễ. Nó sẽ không có độ trễ. Nhưng mà cái V-Ray Vision này thì nó có một cái đặc điểm là hiện tại thì nó mới phát triển thôi. Nó mới cũng mới có từ phiên bản V-Ray 5, mới được khoảng 1-2 năm gì đấy. Thế nên là hiện tại thì nó vẫn còn rất non trẻ, nên bây giờ cái chất lượng của nó chưa tốt lắm. Nhưng mà nó đủ đáp ứng cho chúng ta trong cái nhu cầu là ví dụ làm phim bằng V-Ray ạ, mà chúng ta không cần phải đẹp lắm thì dùng nó rất ok. Cái V-Ray Vision này về sau thì nó sẽ là một cái để nó giành cái thị phần từ Enscape và Lumion. Nhưng còn hiện tại thì trông nó chưa đẹp lắm. Thì nói chung là dùng thì cũng được, mọi người rảnh thì nghiên cứu. Nên em giới thiệu qua một tí nhé, còn đi sâu vào cái này thì nó hơi mất thời gian. Đấy. Thì cái V-Ray Vision này nó gọi là render real time, nên mọi người đấy là tất cả các thao tác của chúng ta trên màn hình như nào ấy,
thì trong bảng render nó y hệt như vậy, nó không có độ trễ, kể cả là từ thao tác chúng ta chọn đối tượng chúng ta di chuyển nó đi chỗ khác chẳng hạn, đấy, nó không có độ giật, không có độ trễ cả. Còn cái interactive thì bao giờ nó cũng sẽ có một độ trễ nhất định. Đây, interactive này. À, mọi người thấy là đây, cái hình này phóng to này nhá, đấy, xoay thì nó đây nó hơi nháy nháy một tí, à, nó hơi nhiều nhiễu nháy nháy một tí. À, thì cái interactive là như thế. Nên là cái interactive thì thực ra mọi người không nên dùng. Cái đấy khó cho vui thôi. Nói chung là máy phải rất khỏe thì mới dùng được. Còn cái Vray Vision này thì hầu như là máy nào cũng dùng được. Đương nhiên máy yếu quá thì không dùng được, nhưng mà máy cứ ở mức độ vừa phải là dùng được. Còn để bắt đầu thực hiện một cái việc render ấy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ ấn hình ấm trà. Mọi người ấn một trong mấy cái này thì đều được hết. Nhưng mà để mà tắt render đi đi thì làm sao? Để mà tắt render đi ấy, thì mọi người nếu mà ví dụ nhá, ở đây nó đang hiện cái bảng Vray Frame Buffer là cái bảng nó đang render nhá. Nếu mà em tắt cái bảng này đi, em tắt bảng này đi thì nó vẫn cứ gen, nó vẫn cứ gen thôi, gọi lại bảng ấy lên này, vẫn cứ gen. Thế để mà tắt cái phần render đi ấy, nó chỉ có một cách duy nhất thôi. Có một cách duy nhất là chúng ta sẽ ấn vào cái hình bàn tay, hình ấm trà này. Mọi người để ý là chỗ này nhá. Dù là chế độ này hay chế độ này thì khi đang render nó đều có một cái chấm đỏ ở đây. Nếu mà chúng ta muốn tắt render đi thì chúng ta ấn vào đây. Ấn vào đây đó thì nó mất đi chấm đỏ, tức là nó không render nữa. Đó, đấy là cái để chúng ta phân biệt là lúc render hoặc không. Đấy, tương tự này, gen bằng Vray Vision này. Ví dụ chúng ta đang gen bằng Vray Vision nhé. Thì mọi người thấy là, đây mình tắt bảng này đi. Đang gen bằng Vray Vision, bây giờ chúng ta muốn tắt đi, mình cũng ấn vào đây. Ấn vào cái chỗ này, đấy, thì nó sẽ không gen nữa. Đấy. Nhưng mà cái Vray Vision này thì được một cái hay là, một cái Vray Vision nó rất hay là kể cả là chúng ta tắt đi, chúng ta không gen. Nhưng mà mọi người có thấy là trong cái bảng Vray Vision này, chúng ta vẫn tương tác được không? Đấy, mình vẫn đi lại, vẫn tương tác. Mình vẫn có thể thay đổi về độ sáng tối của ảnh. Thậm chí là thay đổi được về cái hướng bóng đổ của ảnh. Độ dài ngắn bóng đổ. Tại vì cái Vray Vision này, cái đặc trưng của nó là như thế. Nó được viết ra để chúng ta gọi là không cần phải render mà mình vẫn chạy được mô hình. Đấy, tức là mình vẫn đi lại được, tương tác ở trong một cái hình này, trong cái mô hình này. Đấy, không nhất thiết phải render. Đấy là cái hay. Nhưng mà thôi, cái đấy để lúc nào đến cái phần mà nói về Vray Vision thì em sẽ nói cụ thể sau. Ở đây đang là cái phần mà giới thiệu qua các cái công cụ, các cái tính năng của Vray trước đã. Thực ra cái này em hướng dẫn thì nó hơi ngược với cả cái bình thường em dạy. Bình thường trong khóa Vray em dạy thì em không dạy như này, mà em sẽ dạy luôn về cái quy trình làm việc, cái cách làm việc. Bởi vì mấy cái này nó cơ bản quá, trong giáo trình thì cũng nói hết rồi. Nhưng mà lại như nhắc lại ấy, tại vì là cái mục tiêu của cái phần Vray em dạy các anh ở đây ấy, nó là để các anh nắm chắc, nắm vững những cái công cụ rất là cơ bản của Vray. Vì sau mình có thể làm được những cái công việc nhỏ nhỏ, gọi là hiểu về cơ bản về Vray. Nên là những cái phần này em sẽ dạy nó rất là kỹ. Nên là cái phần này nó dành cho những cái người mà mới tiếp xúc với Vray lần đầu. Rồi, cái phần tiếp theo, cái công cụ tiếp theo của Vray trong này, nó lại có hai cái thằng này. Thực ra hai thằng này thì nó nhanh, hai thằng này nó cũng là phần render nhưng mà nó gen cho vui thôi. Hai cái thằng này nó sẽ gen trong màn hình su. Bình thường để mà render ấy, thì các anh thấy là nãy giờ nó có hai kiểu render nhá. Một là thông thường ấy, là nó sẽ render trong cái bảng Vray Frame Buffer. Hai là nó sẽ render trong cái cửa sổ của Vray Vision. Bây giờ mình sẽ biết một cái kiểu render nữa là nó render trực tiếp trong cái khung làm việc. Thì cái khung này chúng ta gọi là viewport. Nó gọi là cái khung màn hình làm việc với model su của chúng ta. Chúng ta gọi là khung viewport. Thì hai cái này nó là cho phép chúng ta render trực tiếp trong viewport. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì ví dụ em ấn vào đây nhá. Đấy, nó sẽ gen trực tiếp trong viewport luôn. Và cái render này nó chính là render interactive. Đó. Trong khi mà chúng ta đang render trong viewport này, nếu mà máy của mình nó nặng quá, mình muốn gen một vùng thôi, thì mình lại ấn vào cái công cụ bên cạnh. Ấn vào đây, mình quét một cái vùng như này. Thì lúc này nó vẫn là render trong viewport nhưng nó chỉ gen trong cái vùng nhỏ xíu ấy thôi. Đấy. Cái này để cái tình huống gọi là vui vẻ, nhiều khi cả một cái bài như này, mình chỉ muốn gen mỗi một cái góc như này. Thì mình sẽ kích vào cái biểu tượng đấy và mình quét một cái vùng này. Đấy, nó sẽ gen trong một cái vùng rất nhỏ, theo ý chúng ta muốn. Một là máy nó nhẹ hơn, hai nữa là trông vui vẻ.
Cái này thì thực ra nói để biết thôi chứ chúng ta cũng không dùng. Ít khi em dùng cái này lắm. Tại vì về bản chất nó vẫn là render interactive. Nó vẫn là render interactive như thế này. Nên là nó vẫn nặng thôi. Nó vẫn nặng. Chúng ta cũng không dùng cái đấy làm gì cả. Tiếp theo ở đây nó có thêm một cái công cụ nữa. Đấy là công cụ Vray Frame Buffer. Đây. Cái này thì nó giống hệt cái này. Chả khác gì. Nên bỏ qua nhé. Này biết rồi. Tiếp theo ở đây nó có một cái công cụ đấy là Batch Render. Cái batch render này ấy, ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó là chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ render liên tiếp nhiều ảnh. Đấy, ví dụ trong một cái bài của mình mà mình có sau khi mình làm mình đặt ra vài cái scene như này ạ. À đây, quay sang đây update cái scene này mới được. Đấy, ví dụ em có khoảng ba cái góc nhìn khác nhau như này nhá. Đây, trên này mình có khoảng 3 scene như này. Thì nếu mà bây giờ bình thường chúng ta ấn render như này ấy, thì nó chỉ ra được một ảnh thôi, nó ra được một góc thôi. Nhưng mà hết góc này mình lại phải canh để mình ấn render tiếp góc còn lại. Thì bây giờ chúng ta muốn là ấn render một phát, nó sẽ tự động lần lượt gen nhiều scene này. Đấy, nó sẽ gen hết góc này xong nó lưu ảnh, xong lại gen sang góc khác, xong lại lưu ảnh, lại gen sang góc khác nữa lưu ảnh. Thì cái chế độ này nó rất là phù hợp khi mà chúng ta có một cái dự án mà mình không muốn bị chết cái thời gian render, tức là ví dụ như là mình có khoảng 10 góc. Bây giờ trước khi đi ngủ mình ấn gen cái, mình tính là mỗi góc nó gen hết khoảng tiếng. Thế là sáng hôm sau mình dậy là đã có 10 cái ảnh nó chờ mình làm việc rồi. Mình đỡ phải ngồi chờ render. Thì đây là chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng đó. Làm cách rất đơn giản thôi, ấn vào đây. Tuy nhiên là trước khi ấn vào đây thì chúng ta phải thiết lập một chút trong cái bảng setting này này để chúng ta thiết lập để nó hiểu là mình đang bật cái chế độ ấy lên. Mà thực ra thiết lập thì cũng đơn giản thôi, chẳng có gì. Đây nói tiện để nói nhanh luôn nhé. Tức là trong cái bảng setting này này, trong cái bảng V-Ray Asset Editor chúng ta vào bảng setting ấy, xong rồi chúng ta vào cái phần render output này này. Và chúng ta đây là cái phần nó cho phép chúng ta lựa chọn các cái chế độ đầu ra cho ảnh. Thì ở đây chúng ta phải tích vào một cái mục đấy là mục Save Image. Mình tích đấy. Sau đó dưới này nó có một cái phần là phần File Path, là cái nơi là để mình chọn cái đường dẫn lưu ảnh. Ví dụ em chọn đây chẳng hạn. Em để luôn vào desktop nhé. Cho nhanh. Đấy, em tạo một cái thư mục mới chẳng hạn. Rồi, New Folder chẳng hạn. Xong em đặt tên chẳng hạn. Đặt tên là A. Mình chọn cái kiểu ảnh, à, chọn cái định dạng ảnh mình muốn lưu ra. Bình thường lưu ảnh thì chúng ta sẽ chọn cái định dạng là PNG hoặc JPG thì đều được hết, không vấn đề gì. Ngày xưa thì nó có một cái trò là nó chọn ảnh, phải chọn ảnh TIFF hay gì đấy cơ. Nhưng mà bây giờ cái đấy nó không quan trọng nữa. Cái đây đến phần lưu ảnh cụ thể em sẽ nói sau, ở đây nói sơ qua về cái việc là gen tự lưu ảnh á, lưu ảnh dạ không, mình cứ đặt một tên này thôi, tên này anh đặt tên nào cũng được, đặt một tên thôi, tự nó sẽ đánh số phiên bản ảnh sau lưu nhá. Rồi bây giờ mình lưu ảnh đây là, thì lúc này nó sẽ hiểu là cái ảnh này này khi mà nó gen xong nó sẽ tự động nó lưu vào đường dẫn này với cái kiểu file là file JPG như này. Xong. Thế xong rồi. Bây giờ mình ấn batch render. Thì nó sẽ tự động nó nhảy về cái view 1 nó gen này. Gen xong nó nhảy sang view 2 này. Gen xong nó nhảy, xong nó nhảy sang view 3 này. Xong rồi. Bây giờ mình mở cái này của mình lên nhá. Đấy, vào mục new folder này. Đấy, anh thấy mình có luôn ba cái ảnh. Đấy, nó sẽ tự động nó đánh số xin 1, xin 2, xin 3 theo đúng như là cái tên xin của mình luôn. Đấy, nên mình không phải lăn tăn về cái việc đặt tên của nó. Tuy nhiên là sau khi mà anh dùng cái chế độ này xong, lúc mà anh mở máy lên anh nhớ tắt cái này đi nhá, tắt cái save image này đi này. Vì nếu mà mình không tắt thì bây giờ mình gen ảnh nó sẽ lưu đè lên những cái kết quả nó đã lưu rồi. Đấy. Ở đây nó có một cái nữa là cái này thì mình nói qua thôi, nó là cái cũng là batch render nhưng nó dành cho Chaos Cloud, nhưng mà cái này mình cũng không cần quan tâm đến nó lắm. Ở dưới này cuối cùng nó có một cái nút khóa lock camera. Cái này để làm gì? Cái này để lúc mà bình thường ấy, khi mà mình đang render thời gian thực, à không phải thời gian thực mà là mình đang thời gian thực cũng cũng thế, tức là mình đang render real time để mình đang tương tác với hình như này, thì anh thấy là trong hình này cũng phải là mình xoay góc nhìn đi như nào ấy thì cái kết quả nó cũng xoay đi theo không. Thì nhiều khi ấy là ví dụ như bây giờ em muốn là xoay góc khác để em chỉnh một cái gì đấy nhưng em vẫn muốn là kết quả nó hiển thị như này,
Thì lúc này em sẽ ấn vào hình cái khóa. Ấn đây nhá. Anh thấy là nó xanh lên tí này. À, nó đang được kích hoạt. Thì bây giờ khi em có xoay sang góc khác này thì cái kết quả render nó vẫn cứ giữ nguyên như vậy. Đương nhiên là những cái hiệu chỉnh khác của em thì vẫn có tác dụng. Ví dụ bây giờ em kéo khối lên cao này. Đấy, bên này nó lên cao này. Hoặc là ví dụ bây giờ em hiệu chỉnh về phần bóng đổ chẳng hạn. Là nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó. Nó chỉ có cái là nó khóa cái góc cam của mình thôi. Nên là dù mình có xoay đi đâu chăng nữa thì nó vẫn giữ nguyên cái góc cam vừa rồi. Nó không bị lệch góc cam. Còn sau mình không thích thì mình bỏ nó đi thôi. Đấy, đấy là mấy cái công cụ đầu tiên trong công cụ V-Ray for SketchUp. Đấy, các anh có thắc mắc gì về phần này không? À, rồi, cho mình học tiếp nhá. À, đấy là cái công cụ đầu tiên. Cái công cụ thứ hai mà chúng ta cần quan tâm ở trong này ấy, nó chính là cái công cụ là V-Ray Lite. Cái công cụ V-Ray Lite này thì nó sẽ giúp chúng ta tạo ra các loại đèn của V-Ray. Hết. Còn đến cái phần đèn em sẽ giải thích ý nghĩa cụ thể của từng công cụ, từng loại đèn. Còn đây thì mình nói qua là tạo ra các loại đèn. Thế nên là về sau mỗi lần mà các anh muốn tạo đèn bắt buộc là phải mở công cụ ấy lên. Thực ra thì có cách tạo khác nhưng mà cách tạo khác thì nó cũng không ăn thua lắm. Nên là mình chủ yếu là mình muốn tạo đèn thì mình sẽ phải kích vào một trong các biểu tượng ở trong công cụ này để mình tạo đèn. Thế thôi, cái này công cụ này đơn giản, không có gì nhiều để nói. Cái công cụ tiếp theo của V-Ray nó là V-Ray Utility. Thì đây nó có thể nói là các cái công cụ hỗ trợ của V-Ray cho cái việc là làm vật liệu rồi làm bài. Thì trong này nó sẽ cái này thì để nói sau đã. Giờ em xong cái này rồi nhá. Bây giờ nói thêm cái này nữa, phải là nói này trước. Chúng ta có một cái công cụ là V-Ray Object. Đấy, V-Ray Object là cái gì? Cái V-Ray Object này nó là các cái đối tượng hình học của V-Ray. Nãy các anh thấy là trong cái bảng V-Ray Asset Editor nhá. Mình có một cái mục đấy là Geometry này. Đây, cái mục này đúng không? Thì tất cả những cái đối tượng mà chúng ta tạo ra bằng tức là các đối tượng là V-Ray Object này thì nó đều được quản lý ở trong cái phần này. Nên là về sau khi mà chúng ta tạo ra rồi và chúng ta muốn quản lý, muốn hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ phải kích vào cái bảng, kích vào cái biểu tượng này trong cái phần Asset Editor. Còn V-Ray Object thì nó có từng này cái object. Đấy, những cái này thì nó cũng khá là phức tạp và cũng không hẳn là lúc nào chúng ta cũng dùng. Thì ở đây nói qua một số thằng hay hay thôi nhá. Nói qua một số thằng cơ bản mà người biết thôi. Đầu tiên là cái Infinity Plane. Cái này là một cái ít khi dùng nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết. Bình thường lúc mà mọi người render ra ấy, ví dụ như cái hình này, chúng ta render ra này. Thì mọi người sẽ thấy là nó có cái kết quả như này. Nhưng mà đôi khi nhá, chúng ta render ra. Đây ví dụ em vẽ một cái phòng như này đi. À, vẽ quạ nhá. Chưa quan trọng lắm. Đây. Ví dụ bình thường mà mình có một cái phòng làm việc như này. Đó, mình nhìn ra ngoài trời chẳng hạn, kiểu như này. Rồi, bây giờ mình gen này. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy cái phòng và thấy cái ánh sáng nó chiếu vào trong phòng như này. Cái này để em đổ cho nó một cái vật liệu đó, để này nó đang bị cháy ấy, vật liệu. Đổ cho nó một cái màu ghi nhạt này đi. Đây chúng ta lấy làm ví dụ thôi, nó cũng không quan trọng lắm về độ xấu đẹp của cái bài này. Mấy cái mà em đang làm đây mọi người đừng có học theo vội nhé, tại vì là mọi người cứ đừng thấy em làm xong về sau làm, tại vì cái em chưa dạy cái phần này, mọi người làm xong thì đa phần kết quả nó tệ lắm. Nên ở đây em đang chỉnh đại thôi, mọi người đừng quan tâm đến cái phần này lắm nhé, tại vì cái bóng đổ ở đây nó đang hơi xấu một tí để chỉnh lại trông cho nó đỡ xấu. À, mọi người đừng có học em chỉnh cái bóng đổ nhá. À, đừng có học em chỉnh cái chỉnh mấy cái mà em chưa nói nhá. Không mẹ thấy là chưa dậy, thấy lại nhanh chân lại tay bảo là thôi để mình học lóm phát. Đấy, xem nó làm nào mình làm theo. Thế là chết dở. Tại vì lúc em làm quen tay em hay làm tắt một số cái để cho cái kết quả nó trông nó tầm tạm. Nhưng mà nhiều khi là do đang lấy ví dụ nó chưa có thời gian chỉnh nhiều, em làm đại thôi. Thì mọi người cũng đừng 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 có học theo. Rồi tạm thời này đi. Thì kiểu như này, ví dụ như là bây giờ mình render ra mình thấy một cái bài như này, mình thấy rõ ràng bên ngoài ấy, cũng có đường chân trời, xong bên trong nhà mình thấy đủ trần tường sàn các thứ. Ok đúng không?
Ví dụ em lưu góc này lại. Tuy nhiên ấy, đôi khi vì một lý do nào đấy đến lúc mà mình gen tự nhiên lại như này, tự nhiên vẫn là cái góc đấy. Bây giờ mình render ra nó lại không như thế, nó lại gặp một cái tình huống kiểu như này, lại gặp một tình huống kiểu như này. Đấy, mọi người thấy là tự nhiên hình như gì đấy sai sai, trông cái hình nó không giống như lúc đấy. Tự nhiên một là bài nó tối om đi, hai nữa là nhìn nó cứ bị làm sao ấy. Ví dụ đây mình tăng cho ngày thật sáng ấy này, mọi người thấy là hình nó bị sai sai, trông nó cứ làm sao, nó cứ lỗi lỗi nào ấy. Chúng ta chả biết là cái lỗi gì, đúng không? Rồi bây giờ lại một cái lỗi khác này, cũng tương tự như thế. Giờ như này nhá, vẫn là góc đấy này, bây giờ gen nó lại lỗi kiểu này. Đây, đây lỗi kiểu này cơ. Lỗi kiểu này mọi người nhìn thấy, mọi người có để ý là cái khoảng cách này này, nó lại khác cái khoảng cách này không? Đấy. Và tự nhiên lại chúng ta thấy có một cái bề mặt trắng trắng này ở đây. Thậm chí nó lại còn như này cơ. Đấy là lý do ấy. Bây giờ hơn nói nhiều là chính là lý do là do chúng ta tạo ra cái tấm này này, tấm Infinity Plane này này. Thì với cái tấm Infinity, Plane này này, nó là một cái tấm trải dài đến vô tận, nó trải dài đến vô tận. Thế nên là khi mà chúng ta tạo ra cái tấm này nhá, thì về cái hình dáng nó chỉ bé tí xíu bằng một cái mặt phẳng như này thôi. Nhưng mà khi mà mình để nó tại đâu ấy, thì tại cái vị trí đấy chúng ta sẽ nhìn thấy một mặt phẳng trải dài đến vô tận. Ví dụ em cho nó cao lên đến cái cửa này một tí này, gen này, mọi người sẽ không nhìn thấy cái cửa đâu. Đó, mọi người thấy thấy không? Tấm này thì không quan trọng về kích thước, chúng ta cứ vẽ bình thường thôi. Không, nó không ảnh hưởng đến hình chiếu yếu sáng. Anh cứ tưởng tượng nó là một, đây đây nhá, nó là một cái tấm nó trải dài đến vô tận. Đấy, như tên gọi Infinity Plane mà, nó trải dài đến vô tận, nó như kiểu mặt biển đấy. Đây em đổi sang cái chế độ này, gen nó sẽ rõ hơn này. À, ngoài gen nó nhanh hơn thì đây rồi. Ví dụ này nhá, bật tay lên gen này. Đây anh thấy là cái hình, đây anh thấy là đây, tự nhiên mình có một cái mặt phẳng nó trải dài vô tận không? Giống như mặt biển đấy. Đấy, anh để dễ tưởng tượng, anh cứ tưởng tượng như mặt biển đấy. Đấy. Nên là cái tấm này mình nâng lên cao thì kết quả của mình là cái mặt phẳng này nó sẽ được nâng lên cao. Anh nhỉ. Đây giảm sáng xuống tí. Đấy. Anh nhìn rõ cái hình này không? Đấy. Nên là cái tấm này mình thành ra là cái tấm này dùng nó rất là nguy hiểm. Bình thường mình sẽ dùng cái tấm này khi nào? Mình sẽ dùng nó khi mà mình muốn tạo ra một cái bề mặt trải dài vô tận. Ví dụ như là mình muốn gen các cái cảnh biển. Tại vì gen cảnh biển nếu mà mình cần phải nhìn đến cả đường chân trời cơ. Tại ví dụ trong hình này mình phải nhìn đến đường chân trời. Thì mình thường để gen cảnh biển ấy, mình sẽ tạo ra cái tấm này xong mình đổ cho nó cái vật liệu nước mặt biển chẳng hạn. Thì là tốt nhất. Nhưng mà đấy chỉ là trường hợp duy nhất. Chứ còn bình thường thì mình sẽ không dùng. Nên là nhiều khi mà anh không để ý ấy, trong cái bài của anh nhé, tự nhiên lại có một cái tấm này do một ai đấy người ta vẽ ra, xong người ta lại để nó khuất ở trong một cái đối tượng nào đấy mà mình nhìn mình không biết, kiểu như này. Như này thì mặc dù là mình không nhìn thấy cái tấm đấy nhưng mà cái kết quả mình render ra nó vẫn cứ như này. À, thế thì bây giờ là mình làm nào đấy. Thì về mặt nguyên lý đơn giản là mình sẽ tìm cái tấm đấy ở đâu xong mình sẽ xóa nó đi là xong đó. Nhưng mà khổ cái là khi một cái model của mình mà nó có tấm đấy mà nó lại chui ở trong, nó lại 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 chui ở trong một cái đối tượng nào đấy mà mình không biết thì làm nào? Cách đơn giản là mình sẽ vào trong cái bảng Vray Asset Editor, vào cái phần là phần Geometry thì mình sẽ nhìn thấy ngay cái tấm này. À, thấy biểu tượng này. Thì ở đây đơn giản là mình mở rộng cái bảng tùy chỉnh này ra xem có tùy chỉnh gì không. Không có tùy chỉnh đúng không? Thì mình tắt nó đi. Một là mình tắt nó đi. Đây. Hai là mình xóa đi. Đơn giản. Đấy. Anh có thắc mắc, anh có hiểu phần này chưa? Anh có thắc mắc phần này không? Nhưng mà thông điệp ở đâu đấy, Dạ. mình chỉ có việc tác à, tìm cái đối tượng nào được. Anh muốn tìm nó thì đơn giản thôi. Anh muốn tìm thấy nó ở đâu ấy. Thì anh sẽ chuột phải vào nó. Xong anh chọn là Select Object in Scene. Thì nó sẽ hiện ở ngoài màn hình. Xong anh ra ngoài màn hình anh sử dụng các cái lệnh hiển thị đối tượng ấy. Anh chỉ hiện mình nó lên thôi. Đây là nhìn thấy nó.
Tại vì mình khi mà mình chuột phải này, mình chọn là Select Object in Scene này, là mình đã chọn được nó rồi. Chọn được nó là mình di chuyển được nó, mình xóa được nó. Đấy, xóa ngoài màn hình luôn. Đấy. Đấy là cách mà mình chọn đối tượng, một cái đối tượng V-Ray ngoài màn hình. Tiếp tục này là ở đây nó sẽ có hai cái biểu tượng này. Từ từ em tắt tạm tắt thằng này đi nhá. Ở đây nó sẽ có hai cái biểu tượng này. Thì hai cái biểu tượng này nó là cho phép chúng ta xuất đấy mũi tên đi ra ngoài hoặc là import nhập các cái đối tượng là proxy hoặc là vrscene. Đây nó sẽ có đuôi là vrmesh này, đuôi .abc này hoặc là đuôi .vrscene này. Thì đây là những cái loại file mà hiểu một cách đơn giản này, là những cái loại file nó đã làm nhẹ đi và khi chúng ta cho vào V-Ray thì nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Mình chưa học em nói qua về proxy hay là vrscene hay là .abc nhé. Ví dụ này là cái đây, ví dụ như cái Cosmos này nhá. Anh thấy cái Cosmos này ấy, nó là một cái mà thư viện khá là đẹp. Thì giả sử như bây giờ em lấy một cái thư viện nào nặng nặng. Đây ví dụ em lấy một cái bình này chẳng hạn. Cái bình này nó có nước và cây nhá. Bây giờ em sẽ đưa nó vào bài. Để ấn nút này để đưa nó vào bài. Để đặt vào đây. Thì khi mà em đưa vào bài ấy, cái model này nhìn nó rất là đơn giản. Nó tối giản đi rồi. Hay nhưng mà khi mà mình render ra thì mình lại nhìn thấy được cái model nó có đầy đủ chi tiết và vật liệu. Đấy, anh thấy chi tiết. Đấy, chi tiết không? Đấy, nó có sẵn luôn vật liệu rồi và có luôn cả chi tiết đầy đủ. Bởi vì là khi mà chúng ta dùng bình thường ấy thì chúng ta sẽ rất là hạn chế cái việc là sử dụng một cái model nó nặng. Ví dụ em lấy ví dụ như cái cây này. Đây, cây này. Đặt cây này vào. Thì nếu mà cái cây này mà cái model của chúng ta nó nhìn rõ được từng cái lá cây, để tắt cái này đã. Nó nhìn rõ được từng cái lá cây ấy thì cái model đấy trong su nó rất là nặng, chúng ta không làm việc được. Thế nên là với cái dạng proxy hay vrscene hay là ABC ấy, thì nó sẽ làm nhẹ cái model trong môi trường su. Nó chỉ là cái hình nó đại diện thôi. Ví dụ như này chúng ta biết được là cái khối của cái cây trông nó như này. Nhưng mà khi mà chúng ta render ra nhá thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn rõ được. Đây, nó sẽ giúp chúng ta nhìn rõ được cái hình dáng và vật liệu của cây. Đấy nó gọi là proxy hay là vrscene. Đấy, thì để đưa vào hay là cho ra thì chúng ta sẽ làm như thế. Thực ra thì trong cái thư viện Cosmos thì đa phần model của nó đều là proxy, nó làm sẵn vật liệu rồi. Nên chúng ta có thể chúng ta dùng thôi. Còn ngoài ra chúng ta có thể tự tạo, ví dụ chúng ta sẽ xuất từ những cái phần mềm khác, ví dụ như là xuất từ V-Ray của 3ds Max để chúng ta cho vào su. Thì khi mà chúng ta cho vào thì chúng ta sẽ dùng cái nút này. Xuất ra cũng thế, ví dụ như bây giờ một cái đối tượng này, giả sử trong su chúng ta có một đối tượng này nó rất là phức tạp, chúng ta muốn xuất nó ra thành proxy thì ở đây đơn giản là chúng ta sẽ chọn cái này, sau đó chúng ta ấn nút xuất này. Xuất thì xuất đây nó sẽ ra cái bảng này, nó cũng đơn giản, nó không có gì cả. Đầu tiên ấy là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có cái dạng mode này, nó sẽ có dạng là proxy mesh hoặc proxy scene. Cái này không quan trọng, chúng ta để mặc định này cũng được. Cái tiếp theo là cái file path này, nó chính là cái đường dẫn để chúng ta lưu cái file proxy sau khi mình xuất ra. Mấy cái chế độ này nó để mặc định thì chúng ta cứ để mặc định, nó không cần phải chỉnh gì cả. Sau đấy chúng ta ấn export. Đấy, thế là xong. Thì cái file của mình bao giờ nó cũng sẽ có đuôi là gì? Đây. Nếu mà proxy thì nó sẽ có đuôi này. Nếu mà file ABC nó sẽ có đuôi này. Nếu mà là file VRC nó sẽ có đuôi này. Đấy, thì mình xuất, đây là xuất. Còn import tương tự. Đấy, vậy thôi. Đấy, rất đơn giản như vậy. Thì những cái hệ này nhá, những cái VRMesh, ABC, VRC ấy thì nó là những cái file mà chỉ V-Ray nó mới dùng được. Còn những phần mềm khác có thể nó có proxy. Nhưng mà ví dụ như là Enscape nó cũng có proxy, nhưng mà cái đuôi proxy của Enscape nó sẽ khác. Còn đuôi proxy của V-Ray nó là VRMesh. Đấy. Rồi, đấy là cái thằng đấy. Tiếp theo có một cái nữa, cái này nói qua thôi. Cái này là fur. Cái fur này nó giúp chúng ta có thể tạo lông. Cái này mình dùng để mình tạo thảm cỏ, nhưng mà cái này ít khi dùng, cái này bỏ qua. Cái này convert to clipper, cái này nó là mình tạo, mình biến đổi một đối tượng nào đấy thành một cái đối tượng cắt. Rồi, thằng tiếp theo là một thằng
Displacement. Cái này nó cũng là một cái tính năng mới trong của V-Ray. Cái này nó đơn giản là nó giúp chúng ta tạo ra cái độ lồi lõm cho một cái bề mặt nhất định. Cái này em tả qua này. Ngày xưa ấy, mình dùng displacement ấy, là mình sẽ dùng theo vật liệu. Ví dụ anh gán một vật liệu A vào đây, vào đối tượng này. Thì đối tượng này nó sẽ có một bề mặt, hai bề mặt, ba bề mặt, n bề mặt. Thì khi mà anh kích hoạt cái tính năng displacement ấy, tức là làm lồi lõm cho bề mặt ấy, thì tất cả mọi bề mặt của đối tượng này này nó đều lồi lõm. Tại vì ngày xưa cái việc mà chế độ displacement làm lồi lõm ấy, là nó sẽ lồi lõm theo vật liệu A. Nó không quan tâm là bề mặt của anh là bề mặt nào. Cứ bề mặt đấy được gán vật liệu A thì bề mặt đấy nó sẽ lồi. Vì vậy nó sẽ gây ra một hiện tượng nó làm cho bài của mình nó nặng. Bởi vì nhiều khi cái bài của anh ấy, anh có rất nhiều đối tượng như này. Anh có N đối tượng như này nhá. Nhưng mà lúc anh gen anh chỉ gen một góc này thôi. Vậy thì lúc nó làm lồi lõm ấy, nó sẽ làm lồi lõm tất cả những cái thằng này theo vật liệu A, là cái vật liệu mình đang đổ ở đây. Như vậy thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Nặng nhiều lắm. Thành ra là nếu mà mình làm như thế thì máy nó chạy rất là ì ạch. Nên bây giờ ấy, thì V-Ray nó đã bỏ cái displacement theo vật liệu đi rồi. Mà thay vào đó nó làm displacement theo đối tượng. Tức là bây giờ nhá, tất cả những thằng này cùng là vật liệu A. Cùng là vật liệu A. Nhưng mà bây giờ trong vật liệu A nó sẽ không còn cái tùy chọn để bật displacement cho vật liệu ấy nữa. Mà nó sẽ cho mình tùy chọn là mình muốn cho đối tượng này được lồi lõm theo vật liệu A. Đấy, giải thích nó hơi phức tạp một chút như vậy. Thì lúc này nếu mà mình muốn thằng này lồi lõm thì mình sẽ chọn nó kích vào đây. Add displacement to selection. Xong. Thì ở đây nó sẽ có biểu tượng này luôn này, là biểu tượng displacement. Thì lúc này khi mình render lên ấy, là chỉ thằng này nó lồi lõm thôi. Đương nhiên là gắn xong thì mình phải chỉnh nhá. Đây, mình phải chỉnh cái độ lồi lõm của nó ở đây này. Đấy. Cái này thì đến cái phần đấy thì em nói sẽ nói chi tiết cụ thể sau. Ở đây thì nói giới thiệu qua đã. Mà thôi, cái này tiện thì nói luôn cũng được, không có vấn đề gì. Ví dụ đây em có một cái displacement chẳng hạn. Thì trong sau khi mà mình tạo nó ra ở đây nhá, mình sẽ hiệu chỉnh nó được trong phần này. Thì ở đây ví dụ em gán cho nó một cái map lồi lõm, ví dụ gán theo map dạng grid này chẳng hạn, lưới này chẳng hạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó như này được, gen lên thử cái. Còn để đây nhìn hơi khó. Rồi để em sẽ dùng cái map khác đi, dùng nhìn nó dễ hơn. Em dùng một cái map noise đi, cái này nhìn nó dễ hơn. Rồi. Bây giờ gen nhé. Đấy. Anh thấy là ví dụ bây giờ khi mình gen này, những cái đối tượng này thì nó không làm sao cả, nó phẳng. Nhưng mà đến cái đối tượng này thì nó lại bị lồi lõm lên như này. À, nó bị riêng đối tượng này bị lồi lõm thôi. Thì khi mà làm displacement ấy, nó sẽ bị hiện tượng là nó bị hở cái mép này ra. Thì cái cách xử lý của mình ấy, đấy là mình sẽ tích vào một cái phần là phần continue. Này, mình trong cái bảng hiệu chỉnh cái displacement này này, mình tích vào cái keep continue này. Thì nó sẽ không bị hở cái mép này ra nữa. Đấy. Còn các cái thông số chỉnh ở trong này thì mình cứ đấy mình chỉnh thôi. Cái này thì nói sâu thì nó hơi phức tạp. Cái này để đến cái phần nào liên quan thì em sẽ nói cụ thể sau. Đây nói sơ qua về cách mình dùng displacement nào. Rồi, đến cái thằng này nữa. Cái thằng này nó là tiếp theo. Cái thằng tiếp theo là decan. Cái decan này thực ra thì cũng không dùng nhiều mà dù nó cũng hay. Cái thằng decan này nó đơn giản là nó giúp cho mình gắn một cái vật liệu dạng decan lên thôi. Ví dụ như là giả sử như ở đây nhá. Giả sử như ở đây chẳng hạn. Mà mình đang có cái đây, mình đang có một cái bề mặt nó như này. Và cái bề mặt này nó đang có displacement, nó đang sần sùi lên này. Đấy, nhìn nó kiểu bê tông này, kiểu này. Thì bây giờ giả sử mình muốn vẽ một cái sơn, một cái giống như kiểu vẽ một cái vạch sơn hay là vẽ một cái hình gì đấy lên cái bê tông này. Thì làm nào? Thì ngày xưa chúng ta hay phải dùng một cái cách, một cái mẹo nó hơi mẹo là chúng ta vẽ một cái mặt phẳng lên đây. Xong cái mặt phẳng này mình gán một cái vật liệu khác chẳng hạn. Đấy, xong rồi mình phải sử dụng một cái map opacity để nhìn nó xuyên qua ạ. Thì thực ra cách đấy nó dùng nó hơi nhì nhằng. Thì bây giờ V-Ray nó cho phép mình làm một cái nó hay hơn. Là mình sẽ tạo ra cái decan. Đấy.
Nguyên lý thì nó cũng thế thôi, nên mình sẽ tạo ra một cái hình đề can nó như này. Đấy. Xong trong cái hình đề can này nhá, mình sẽ chọn nó, chọn hình đề can này. Trong cái hình đề can này mình sẽ vào trong cái hình đề can này mình tùy chỉnh, mình hiệu chỉnh cho nó. Thì trong hình đề can này nó sẽ cho đây chính là phần hiệu chỉnh của nó trong bảng geometry này. Trong phần đề can này chúng ta sẽ làm những cái gì? Ở đây mọi người sẽ thấy là nó có một cái phần là material. Nó cho phép mình chọn một cái vật liệu, làm cái vật liệu mình dán xuống đây. Thì bây giờ mình chưa học qua về vật liệu, nhưng mà em cứ lấy ví dụ đi. Em cứ lấy ví dụ là mình có một cái vật liệu mới, em tạo ra một vật liệu mới nhá. Em đặt tên vật liệu này vật liệu màu đỏ chẳng hạn. Rồi vật liệu này em chỉnh cho nó thành màu đỏ đi. Không, chỉnh màu hồng nhìn nó đỡ nhức mắt. Thì bây giờ trong cái vật liệu màu đỏ này ấy, em sẽ cho cái vật liệu màu đỏ đấy vào trong cái phần đề can. Đây. Thì bây giờ khi mà mình render lên nhá, các anh sẽ thấy là nó có một cái hình vuông đấy, được ở trong này. Và cái hay của nó ấy là cái hình vuông này, nó vẫn giữ được những cái texture, những cái độ lồi lõm của cái bề mặt phía dưới. Nó y hệt như là đề can mà, là mình dán cái đề can, mình sơn lên đây một tí thôi. Còn nếu mà trong cái tình huống mà mình bây giờ mình muốn ở đây ấy, nó có một cái hoa văn nào đấy cụ thể, thì lúc đấy mình sẽ gán cho nó một cái texture để nó điều khiển được cái hoa văn. Ví dụ bây giờ vào cái phần mặt nạ này đấy, thì khi mà mình dán ấy, gán cái hoa văn mặt nạ vào đây ấy, thì cái hình này nó sẽ chạy theo cái hoa văn mặt nạ đấy. Thì đấy là nói sơ qua tí, còn cụ thể đến cái phần đấy nói sau. Đây là đang giới thiệu sơ qua thì thế nào là đề can. Ví dụ đây em gán một cái mặt nạ hết sức là vớ vẩn, kiểu mặt nạ kiểu checker đi đấy, thì trong này nó sẽ hiện ra hình đúng như này đấy. Thì thực ra cái phần đề can này các anh cũng không dùng nhiều lắm đâu, tại vì cái này nó gần như là cái tính năng để nâng cao. Ví dụ mình làm diễn họa, mình làm diễn họa sâu thì cái này ứng dụng nó nhiều. Ví dụ anh có thể vẽ được một cái vạch sơn kẻ đường này, hoặc vẽ một cái lấy dấu này, hoặc là mình có một cái cửa sổ mà mình muốn làm cho nó có những cái vệt bẩn, vệt ố ở góc này này đấy, thì mình sẽ dùng cái đề can này mình gắn nó vào. Ứng dụng nó thì nhiều ạ. Nên là nó hơi nâng cao mà, nhưng mà mình mới học mình cũng không cần quan tâm đến cái này quá. Em nói thật, mặc dù là trông nó hay, nhưng mà nó không phải là mình cứ thế mình dùng mà mình phải hiểu. Hiểu về cái gì? Vì ở đây anh thấy là nó có khá nhiều thông số. Mấy cái này thì thực ra nó cũng đơn giản, chả có gì cả. Nhưng mà chủ yếu là mình phải hiểu mấy cái này. Mình phải hiểu thế nào là mặt nạ, thế nào là vật liệu gốc, thế nào là tính theo trục. Đấy. Nhà nó cơ bản thì mình không cần quan tâm đến tính năng này lắm. Tiếp theo ở đây nó sẽ có hai tính năng nữa, đấy là cái scatter. Cái scatter này thì nó sẽ giúp mình có thể trồng cây giải cỏ trong V-Ray. Đấy, ví dụ em có một cái bề mặt như này đi. Vẽ một cái bề mặt nhé. Lấy một bề mặt như này đi. Nâng thằng này lên chút. À, ví dụ mình có một cái bề mặt địa hình như này. Bây giờ trong cái địa hình này mình muốn trồng cây như nó thì mình làm nào? Thì mình trồng cây thôi. À, thì để trồng cây thì em phải lấy một cái cây vào đã. Thì mình lại vào cái Cosmos, nó có cái mục cây. Đâu nhỉ? Tree này. Lấy đại một cái cây nào đi. Lấy cây này trông hơi xấu một tí nhưng mà đại nhá. Đây, để một cái cây vào đây. Thì bây giờ em sẽ trồng cái cây này lên trên cái địa hình này. Bằng cách nào? Đấy, bằng cách là đầu tiên là mình sẽ phải gọi cái công cụ mình sẽ phải chọn cái địa hình này. Sau đấy mình ấn vào cái Scatter Over Selection này, ấn đây. Đấy. Sau đó thì nó đã giải xong rồi đấy. À nó đã chọn rồi đấy. Sau đó tiếp tục là mình ấn vào cái cây này. Đấy, thế là xong. Đây, bây giờ mình vào trong cái bảng này nhá. Thì anh nhận thấy là cái lúc nãy mình vừa làm ấy, nó chính là cái scatter, tên nó ở đây. Thì trong cái scatter này á, nó sẽ cho phép mình, đây để em ấn render thời gian thực lên đây cho mọi người xem luôn. Để cái ô ra đây. Bây giờ chỗ này nó chưa có cái cây nào nhá. Thì bây giờ mình phải thêm cây vào. Bằng cách là mình sẽ ấn vào cái add guest này, trong cái bảng V-Ray Asset Editor này. Mình sẽ ấn vào cái biểu tượng này là phần geometry này.
Sau đấy mình sẽ chọn cái biểu tượng scatter là cái mình vừa tạo ra này. Xong rồi mình sẽ bên cái bảng để điều chỉnh bên này ấy, thì mình sẽ điều chỉnh thông số bằng cách là mình sẽ ấn vào cái nút là Add Cache. Ấn đây. Thì ấn vào đây nó không có điều gì xảy ra đúng không? Tại vì mình đã chọn đối tượng ở đâu. Thì bên ngoài này mình sẽ chọn đối tượng. À, mình chọn cây này. Mình chọn cây trước nhé. Mình chọn cây này. Xong sau đó ở trong cái phần scatter này, mình ấn vào Add Cache. Đấy. Thì mình sẽ thấy là cái tên của cái cây mà mình vừa chọn nó nằm ở dưới này. Và ngay lập tức nó được phát tán lên cái địa hình này. Đấy, đấy là cách để chúng ta trồng cây. Còn các cái thông số ở dưới này hiệu chỉnh như nào ấy, thì thôi đến cái phần đấy thì nói nhiều thì nó sẽ đi nó hơi dài. Chúng ta không thể nói hết một mọi thứ một lúc được. Ở đây đang giới thiệu qua cho anh hiểu sơ bộ là scatter là cái gì. Scatter hóa ra nó là trồng cây. Ở trồng cây thì nó trồng được như này. Đấy. Thì trong model của mình nhá, mình vẫn chỉ mình không nhìn thấy cây, mình chỉ nhìn thấy cái địa hình như thôi. Đấy, nhưng mà render lên nó mới thấy cây, nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Đấy, còn đương nhiên nó sẽ có rất nhiều thứ để mình chỉnh. Thì đến cái phần bài về trồng cây giải cỏ cụ thể thì em sẽ nói sau, ở đây nói sơ qua thôi. Thì đấy anh thấy là nãy giờ em tạo ra rất nhiều cái đối tượng trong cái bảng Vray Object này. Thì tất cả những đối tượng này nó đều nằm ở trong cái phần này. Và anh thấy là mỗi một cái đối tượng ở trong này thì nó đều có một cái biểu tượng ở đầu. Và những cái biểu tượng này nó sẽ có cái trạng thái là bật tắt khi màu ghi như này nó tắt. Còn khi mà nó màu sáng lên như này nó bật. Thì nó sẽ tùy vào cái việc mà anh bật hay tắt đối tượng. Ví dụ như này, mình đang gen như này nhá. Bây giờ em tắt cái thằng scatter như này. Tắt đi, kích vào đây một cái. Anh thấy là biểu tượng chỗ này nó tối đi đúng không? Thì bên này nó sẽ không còn đối tượng scatter nữa, nên là nó sẽ không, mình sẽ không nhìn thấy cây cối nữa. Đấy, tương tự, ví dụ bây giờ lúc mà mình gen, mình zoom gần vào đây. Mình thấy một cái đối tượng là cái cây này. Thì bây giờ khi mà trong môi trường su nhá, anh để ý ấy. Trong cái bảng này, hiện tại nó vẫn đang chọn là thằng là scatter. Nó có màu xanh. Thì bây giờ trong môi trường su khi em kích vào cái cây này, em chọn cái cây này. Thì trong cái bảng này ngay lập tức nó sẽ nhảy lên cái thằng này. Tức là khi mà mình chọn một đối tượng trong môi trường su, thì trong V-Ray nó cũng sẽ được đồng bộ. Tức là đối tượng này cũng sẽ được chọn trong V-Ray. Và nó sẽ hiển thị màu xanh lên như này. Cho mình biết là thằng nào đang được chọn. Và nếu như bây giờ mình ấn nút tắt cái này thì làm sao? À, cái này là một cái cây thì nó không cho mình tắt. Đấy. Nhưng mà ví dụ có những cái lại cho mình tắt này. Ví dụ như là cái... Đây. Qua chỗ này. Chúng ta nhìn đến thằng này nhá. Đây bây giờ nếu mà em muốn chọn cái đề can này thì có hai cách. Một là em chọn nó trực tiếp trong bảng này. Ấn vào đây. Hai là em chọn nó trong môi trường su. Giống vậy. Bây giờ nút tắt này. Tắt. Đấy. Thì cái kết quả render ra nó sẽ không còn gen nữa. Tương tự như cái phần displacement này. Displacement nhá. Mình ấn nút tắt này. Nó cũng sẽ tắt đi. Đấy, nên là trong một cái bài khi mà mình sau mình làm ấy, mình sẽ có rất nhiều thứ để mình làm. Rất nhiều thứ để mình bật tắt. Nên là khi mà mình làm bài, cái điều đầu tiên mình phải quản lý được cái bài của mình. Bằng cách là mình xem là các cái trạng thái bật tắt nó như thế nào. Để mình làm cho nó phù hợp. Chứ còn về sau nếu mà cái này mà các anh không để ý ấy, mặc dù nó rất đơn giản. Nhưng mà về sau các anh sẽ dễ hỏi một câu là ủa tại sao cái này gen không ra ta? Sao không gen không nhìn gì ta? Thì điều đầu tiên các anh phải kiểm tra xem là nó đã được bật hay chưa. Bằng cách là mình vào trong cái phần quản lý này. Mình xem là bật hết lên chưa. Tương tự với đèn. Nhiều khi bảo là sao bài đặt nhiều đèn nhưng gen nó không sáng là sao ta? Thì các anh phải xem là những cái đèn ở trong cái bảng đèn ấy nó đã được bật hay chưa. Nên nhiều khi mình tắt hết đi này thì có chỉnh cường độ lên 1 tỷ thì nó vẫn cứ tối thôi. Nên là đây là một cái các anh lưu ý hộ em là cái trạng thái bật tắt của đối tượng. Đấy. Đó là hết cái phần Vray Object này. Bây giờ sang cái phần tiếp theo là cái phần Vray Utility, là cái phần nãy có nói là cái phần các cái công cụ hỗ trợ của Vray. Thì với cái phần các công cụ hỗ trợ này á, nó sẽ có một cái phần như sau này. Là với các cái công cụ hỗ trợ này, nó sẽ cái thằng biểu tượng đầu tiên, nó sẽ giúp chúng ta có thể bật hoặc tắt các cái công cụ Vray lên. À, nói như nào nhỉ? Sorry, chỗ này dịch từ từ để em đang gen tắt, để em tắt này đi, hơi nặng. Đây nhá, ví dụ bây giờ em tạo ra một số đối tượng của Vray, ví dụ em tạo ra một vài cái đèn như này.
Thì về cơ bản đa phần bình ở chế độ bình thường ấy thì các cái gọi là các cái đối tượng của V-Ray như là các loại đèn hay là các cái infinity plane hay là các cái mặt cắt gì đó thì nó sẽ ở cái dạng là dạng nét như này thôi. Thì khi mà mình tích vào cái enable solid widget ấy thì nó sẽ làm đọc những cái đối tượng này lại. Đây, kích đây cả. Đó, nó sẽ đọc. Tức là một cái đèn tròn thì nó sẽ thành khối cầu. Còn một cái đèn vuông thì nó sẽ trở thành một cái mặt phẳng. Thì cái chế độ này trông nó hơi buồn cười. Cái này tùy vào mọi người dùng làm gì thì dùng nó. Nhưng mà bình thường ít khi mình dùng cái này lắm. Nên là tốt nhất là mình nên tắt nó đi. Tắt nó đi thì nhìn nó sẽ bài của mình. Một là nó nhẹ hơn. Hai là nhìn nó dễ hiểu hơn. Chứ còn nếu không thì mình hay bị nhầm lẫn. Ví dụ mình sẽ bị nhầm cái đèn này với cả khối cầu. Đấy, rồi nhầm cái đèn vuông với cả một cái mặt phẳng. Đấy, nhìn nó hơi khó để kiểm soát bài vẽ. Tiếp theo bên này nó có một cái là Hide V-Ray Widget. Thì khi mà mình ấn vào đây thì tất cả các đối tượng V-Ray nó sẽ bị ẩn đi. Đó. Đây, biểu tượng Displacement rồi. Biểu tượng Scatter, biểu tượng đèn. Nó sẽ đều bị ẩn đi. Thì mình nhìn cái bài của mình nó sẽ không bị loạn mắt. Tại vì một cái bài nhiều khi mà chúng ta tạo nhiều đèn quá ấy, trông nó các cái nét nó nhiều nhìn nó hơi loạn mắt, thì ở đây mình bật nó lên thì mình sẽ chọn được nó để điều chỉnh. Nhưng mà nếu mà mình đây ví dụ như này, đèn mà mình cứ để nó dài như này. Bây giờ mình tạo ra 100 cái đèn như này chẳng hạn. Nhìn cái bài của mình nó sẽ rất là loạn. Nhân 10 chẳng hạn. Đây, ví dụ kiểu như này, nhìn nó loạn lắm. Thế nên là bây giờ mình phải làm nào là mình ẩn hết mấy cái đèn đi. Thì có nhiều cách ẩn. Cách đơn giản nhất là mình sẽ chọn cái đèn này. Mình chọn hết xong mình ẩn đi. Đơn giản. Chọn hết ẩn. Nhưng mà cách thứ hai là mình ẩn hết V-Ray widget đi. Ẩn đây. Đây, ẩn vào đây này. Thì nó sẽ ẩn hết. Nhưng mà như này thì nó sẽ ẩn hết cả những cái thằng V-Ray widget khác. Đấy. Nên là cái này chúng ta dùng thì chúng ta nên cân nhắc. Còn mấy cái này thì nó sẽ liên quan đến cái việc là úp map. Cái này đến cái bài đấy thì em sẽ dạy sau. Còn hôm nay nói như này có vẻ là nó cũng hơi nhiều rồi. Đấy là hôm nay vừa giới thiệu qua về các cái công cụ cơ bản. Vừa rồi là vừa giới thiệu qua về ý nghĩa các cái công cụ cơ bản của V-Ray. Khá dài đúng không? Thực ra nếu mà chỉ nói về ý nghĩa của nó thì nhanh, nhưng mà nhiều khi nói lại phải lấy ví dụ luôn là cái công cụ đấy nó có tính năng gì, dùng như nào để mọi người hiểu. Chứ còn cứ nói mồm không thì chả hiểu. Ví dụ như là nói về cái công cụ về trồng cây kiểu này, scatter này, là nói là trồng cây nó chỉ đơn giản thôi, nhưng mà nói thế bố ai tưởng tượng nó được là trồng cây như nào, phải làm mẫu thử nên là nó sẽ hơi dài dòng một chút. Tạm thời hôm nay chúng ta học đến đây thôi, tại vì là nãy giờ nói nó cũng nhiều thì nói nữa thì các anh nghe nó sẽ hơi đau đầu, thế nên là tạm thời hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây nhá. Thì tí nữa các anh thử làm một em một cái nó cũng đơn giản, nói chung buổi nay chưa có gì cả, các anh cứ thử mở V-Ray lên, cài V-Ray xong rồi mở hết mấy cái mà em nói lên, xong rồi dùng thử xem nó như thế nào. Để nói chung là các anh vẫn chưa dùng được nhiều đâu, nhưng mà ít ra là mình có một cái khái niệm là ở V-Ray nó có những cái công cụ như thế dùng thì nó như thế như thế đấy, để mình làm quen với cả cái giao diện của nó trước đã. Còn những cái khác thì các buổi sau mình sẽ học nhá.